Tôi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn và trong video ngày hôm nay chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu cũng như là trả lời những câu hỏi của đa phần các bạn à, hỏi là tại sao chúng ta nên dùng toner hay là nước hoa hồng sau khi chúng ta rửa mặt nhé như các bạn đều biết rồi đúng không và như anh hay nói trong các video rồi, đó chính là chăm sóc da là một trong những cái quy trình mà chúng ta không thể thiếu sau một ngày dài được. Việc chăm sóc da này không chỉ làm sạch da của chúng ta này, khiến cho da của chúng ta được thông thoáng hơn mà còn giúp cho da của chúng ta ngăn chặn được nhiều vấn đề như là lão hóa, mụn hay là nám tàn nhang. Và trong các bước chăm sóc da thì việc sử dụng toner sau khi rửa mặt là một trong những bước vô cùng vô cùng quan trọng. Tại sao ư? Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn nhé. Ờ uh, như Kiều Anh đã nói rồi, dù bạn sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt nào thì sau khi chúng ta rửa mặt xong, lượng pH trên da của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Và cái thang đo độ pH sẽ là từ 1 cho đến là 10 và cái độ pH lý tưởng trên da là từ 4.5 cho đến là 5.5. Tuy nhiên nếu như cái độ pH này bị lệch quá nhiều so với cái mức mà Kiều Anh vừa đưa ra, nghĩa là da của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Và đó chính là lý do vì sao mà khi rửa mặt có một số bạn sẽ cảm thấy rằng là lúc mình rửa mặt xong Da sẽ bị căng rít khó chịu này Rồi là còn thấy da của mình nó bị khô và khá là rát đúng không Và điều này thì cho thấy đấy chính là sữa rửa mặt đang ảnh hưởng trực tiếp đến da của bạn Bởi vì nó làm trôi đi độ pH trên da của chúng ta mà Chính vì vậy sau khi rửa mặt xong chúng ta cần phải có những phương pháp để giữ lại độ pH Cũng như là cân bằng độ pH trên da Và đó chính là vì sao toner ra đời Toner nói một cách khác thì giống như các bạn nữ chúng mình hay gọi theo kiểu ngày xưa là nước hoa hồng ấy Và đối với các bạn nữ khi mà chúng ta trên 20 tuổi thì chúng ta cần phải bắt đầu sử dụng các biện pháp chống lão hóa sớm đi Bởi vì ai biết được lão hóa sẽ đến khi nào đúng không? Và nhất là đối với những bạn nữ mà không hay chăm sóc da thì da của mình lão hóa còn nhanh hơn cả chúng mình tưởng tượng cơ Và dòng sản phẩm nước hoa hồng hay là Toner Collagen Amnesty đến từ Hàn Quốc này là một trong những dòng sản phẩm tuyệt vời để các bạn sử dụng Um, thứ nhất là nghe cái tên thôi, Chúng mình đã cảm thấy rất là tuyệt vời rồi đúng không? nó cung cấp collagen trực tiếp trên da của chúng ta cũng như là cân bằng độ pH trên da của chúng ta nhất là đối với những bạn da khô như kiểu anh thì sau khi chúng ta rửa mặt thì chúng ta nên sử dụng dòng sản phẩm collagen hay là toner này bởi vì nó vừa cung cấp collagen cho da của chúng ta kích thích collagen sản sinh collagen này và nó còn giữ lại độ pH trên da và cân bằng độ pH này một cách tuyệt vời nhất và điều quan trọng hơn nữa đó chính là nó còn cấp ẩm và cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da của mình điều này thì lý giải tại sao sao mà con gái Hàn Quốc có da rất là đẹp Bởi vì ngoài 20 tuổi họ đã sử dụng các sản phẩm chuyên về chăm sóc, chống lão hóa rồi Cũng như là tùy vào loại da thì tuy nhiên thì họ vẫn sử dụng thiên về collagen nhiều hơn Chính vì lẽ đó mà tại sao khi mà ngoài 40 rồi da của họ vẫn rất là đẹp luôn Và cái sản phẩm nước toner collagen đến từ Hàn Quốc này chính là một trong những bí quyết đó Và vì sao mình nên dùng ư? Ừ, bây giờ Kiều Anh sẽ nói ra nhá hãy tưởng tượng rằng da bạn rất khô và khi bạn trang điểm da của bạn sẽ bung sù lên không ăn nhập với cái lớp make up một chút nào có tức không tức đúng không ạ bởi vì khi đó mình trang điểm mà da của mình nó cứ bị khô lên và trông cực kỳ là xấu thứ hai nữa đó chính là khi mà da bạn bị quá khô nó sẽ xuất hiện nhiều tình trạng như là da bị nứt mẩn đỏ nhạy cảm và khi đó thì bạn sẽ không biết được điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với da của mình đâu. Và cuối cùng, đó chính là toner collagen này sẽ là một trong những cái bước giúp làm sạch da cuối cùng của bạn trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Nó vừa làm sạch lấy đi những bụi bẩn này, thậm chí là nó còn vừa cung cấp các độ ẩm các dưỡng chất độ ẩm cần thiết cho da của chúng mình. Chính vì vậy đó là lý do vì sao chúng mình nên sử dụng toner collagen này. Và như nếu như các bạn thường xuyên chăm sóc da thì hiểu rồi đúng không? Cái thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này đó chính là vào buổi sáng và buổi tối sau khi chúng ta rửa mặt với sữa rửa mặt xong Bởi vì như vậy thì nó mới có thể cân bằng độ pH cho da của chúng ta đấy chứ đúng không nào? Và anh sẽ đi review kỹ hơn một chút về dòng sản phẩm này. Xét về cái thiết kế thì nó khá là đẹp cũng như là với cái thiết kế thủy tinh như thế này thì chúng mình có thể nhìn thấy cái dạng collagen ở bên trong nó như thế nào. Thứ hai, về mùi thơm của cái dòng sản phẩm toner này thì nó khá là dịu nhẹ và phải nói là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta massage đều nó sẽ giúp chúng ta thư giãn tốt hơn. Và cái thứ ba nữa đó chính là về chất lượng nếu như về chất lượng của dòng sản phẩm này thì oanh sẽ chấm 9 trên 10 bởi vì nó cân bằng độ pH khá là nhanh cũng như là cấp ẩm cho da rất là nhanh và sau khi sử dụng xong chúng mình có thể cảm nhận sự khác biệt rõ rệt trên làn da da của chúng ta mềm hơn căng bóng hơn và nó sẽ không bị khô nữa uhm, dễ nhận biết nhất đó chính là khi mà xoa collagen lên rồi thì các bạn dùng tay táp 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 lên da như này này chúng mình sẽ cảm thấy da mình rất là đàn hồi cũng như là rất là căng bóng à, tuy nhiên một cái điểm mà anh không thích ở cái sản phẩm này đó chính là thiết kế lọ thủy tinh bởi vì nếu như mà mình đi xa hay là chúng mình uh, có di chuyển nhiều thì nó sẽ rất là dễ vỡ và cái này thì nếu mà chúng mình đi xa thì chúng mình phải chiết vào một cái lọ nhỏ hơn và sau khi sử dụng thì cái thời điểm ờ chúng mình nhận thấy được sự khác biệt rõ rệt trên da là sau một tuần sử dụng thôi và thậm chí là ngay lập tức chúng mình đã cảm thấy lên da của mình được đập cân bằng độ pH rồi Và đó chính là lý do vì sao chúng mình nên sử dụng dòng sản phẩm Toner Collagen Amusic đến từ Hàn Quốc này Và để mua được dòng sản phẩm chất lượng thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh chúng mình mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Để có thể mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất nhé Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay Thì các bạn đã biết được lý do tại sao chúng mình nên sử dụng toner sau khi rửa mặt rồi Và cách sử dụng như nào cũng như là cách chọn toner đối với từng loại da rồi đúng không Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau bye bye